Nghiệp là gì? Cuốn sách này sẽ dẫn dắt bạn từng bước vào chủ đề nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp tích lũy như thế nào? Muôn vàn cách thức định hình nên tính cách con người. Kho lưu trữ ký ức lớn đến không tưởng mà mỗi cá nhân mang theo trong mình. Vai trò của ý muốn, những cách thức tinh vi mà nhờ đó nghiệp dính chặt lấy chúng ta, ngay cả khi chúng ta gắn thoát khỏi ra nó. Trên hết, nghiệp xoay quanh việc mỗi cá nhân trở thành cội nguồn cho sự sáng tạo của riêng mình. Bằng cách chuyển trách nhiệm từ Thượng Đế sang bản thân, con người tạo ra vận mệnh của chính mình. Sách Kiến Tạo Bản Thân. Giải pháp duy nhất cho mọi rắc rối đang hoành hành trong nhân loại là sự tự chuyển hóa. Việc tự chuyển hóa không phải là quá trình tự cải thiện dần dần. Việc tự chuyển hóa không thể đạt được bằng đạo lý hoặc những quy chuẩn hay những sự thay đổi về mặt thái độ hoặc hành vi, mà bằng việc trải nghiệm bản chất vô hạn của chính con người mỗi chúng ta. Sự tự chuyển hóa có nghĩa là không còn lại chút tàn dư nào của cái cũ. Nó là một sự dịch chuyển về chiều không gian trong cách bạn nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống. Biết được điều này là yoga. Người là hiện thân của điều này là một yogi. Còn người dẫn dắt bạn theo con đường này chính là một vị guru hay là một vị thầy. Mục đích của tôi trong quyển sách này là khiến niềm vui luôn đồng hành cùng bạn. Để làm được điều đó, cuốn sách này mang đến cho bạn không phải một bài giảng đạo, mà là một môn khoa học. Không phải là một lời giáo huấn, mà là một công nghệ. Không phải một giới luật, mà là một con đường. Bây giờ là lúc để bắt đầu khám phá môn khoa học đó, vận hành công nghệ đó và bước đi trên con đường đó. Các bạn có thể liên hệ mua sách qua số điện thoại 0939 561 591.